Anh hỏi luôn nè, đẹp trai rồi, nổi tiếng rồi, tại sao tham gia? Nói luôn. Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào tất cả mọi người ở đây ạ. Em là Hiếu Thứ Hai ạ. Dạ. Thì tất nhiên là mọi người cũng đã biết em nhiều qua cái chương trình Hang Hồn Đêm. Và trước đó cũng có một cái vài chương trình nữa và rất là nhiều sản phẩm âm nhạc. Nhưng mà mình nghĩ là mình có một cái cơ hội tới với là một cái chương trình rất rất lớn, được đầu tư rất là chỉnh chu. Đặc biệt là cái mong muốn của mình từ trước giờ là hoàn thiện cái bộ kỹ năng mà mỗi cái người làm nghệ thuật nên có, là vừa biết rap, vừa biết hát, vừa biết sáng tác, và đặc biệt hôm nay tới đây để biết nhảy nữa. Xin chào, cảm ơn em. Yeah. Hy vọng quý vị sẽ thấy một Hiếu Thứ Hai hoàn toàn mới trong chương trình. Cảm ơn câu trả lời rất là hay của em. Phúc đi, em là coi như là một gương mặt là rất là quen thuộc của các chương trình, của các bài hát hit. Em đã có nhiều bài hit như vậy rồi, tại sao em tham gia chương trình? Dạ, lời đầu tiên cho em xin phép gửi lời chào đến anh Thành với tất cả quý vị khán giả, quý vị đại biểu và 30 anh trai có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Và thực tế là khi mà em nhận được lời mời của chương trình thì em cũng bảo là số chết ở năm nay mình cũng khá là nhiều kế hoạch lớn, thì mình có sắp xếp được thời gian để mình tham gia chương trình hay không, thì cũng nhận được những cái sự chia sẻ về format của chương trình và cũng như là những cái sự thuyết phục của tất cả các anh chị em trong ekip của chương trình, thì em mới thấy ôi mọi người quá là chân thành, mọi người là 1.000 điểm. Thế là em mới bảo là thế thì em vào. Khi mà em nghe cái format của chương trình, em bảo đây là một format hoàn toàn mới và sử dụng 100% là bài hát mới nữa. Và em mê cái gì ở trong chương trình? Em mê có như là đầu tiên là khi mà được vào đây em tiếp xúc với 30 anh trai, 29 anh trai còn lại. Thứ nhất là những cái sự đẹp trai của các anh là 30 có anh nữa. Ừ, 30 anh trai luôn. Đúng rồi. Và cái em còn chia sẻ rằng là khi mà vào đây em mong muốn chắc chắn là em sẽ chơi hết mình, tại vì với 8-9 năm kinh nghiệm của mình và cũng như là những cái giá trị mà mình đem đến cho âm nhạc Việt Nam, thì thú thực là đúng là em cũng không cần thiết em phải tham gia chương trình. Nhưng khi mà nhận được lời mời và em suy nghĩ, em mới bảo là à, đây là một cái sân chơi vô cùng là thú vị, vô cùng là hoành tráng, và nghe được những cái sự đầu tư của mọi người nói về chương trình một cái cách rất là tâm huyết, một cái cách rất là chân thành, thì không thể nào mình từ chối được. Và vào đây là em đã xác định là mình sẽ chơi rất là hết mình. Ok, và một điều đặc biệt hơn nữa rằng là em nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội đầu tiên và cũng sẽ là duy nhất để em có thể tiếp xúc được với 30 anh trai. Mỗi người đều có những cái tài năng rất là những cái tài năng riêng, những cái cá tính riêng để mình học hỏi được. Thì đây là một cái cơ hội vô cùng là hiếm có để mình có thể học hỏi được mỗi người một chút xíu, và đặc biệt là làm việc với một ekip vô cùng là chuyên nghiệp. Thì em nghĩ không có lý do gì để em có thể từ chối cái lời mời này. Và một điều cuối cùng rằng là khi mà đến cái buổi họp báo ngày hôm nay, em nghe thấy anh Thành chia sẻ về cái việc rằng là à, chúng ta sẽ tạo nên một cái nghệ sĩ, một ngôi sao toàn năng, thì em thấy thực sự rằng là em không còn một lý do gì để đắn đo khi mà em say yes với chương trình. Và một điều cuối cùng nữa rằng là ôi, bốn điều rồi. Em xem cái MV lần này, em thấy vô cùng là tự hào và vô cùng là vinh dự khi được góp mặt trong MV lần này. Thật sự mà, đúng không? Thật sự xem xong xúc động quá, anh xúc động mà. Em là một fan K-pop, gọi là từ xưa đến giờ rồi, mà anh nghĩ là dạo gần đây là em xem được một vài MV như kiểu là Supernova, Armageddon của aespa, Bad Villain hay là World Cup của XG. Em bảo ôi, cái này có thua gì đâu. Không thua một tí nào, thực sự không thua một tí nào. Mà em bảo ôi, sao Việt Nam mình làm đỉnh như thế này được đấy, và nó lại ra cùng thời điểm với các cái MV kia luôn đấy. Có tiền đấy em ạ. Em bảo rằng là ôi chết rồi, này là em đã có cơ hội làm việc với Phương Vũ rồi, nhưng mà em biết rằng là chắc là cái, em xem cái MV này xong em biết là thôi chết rồi. Khi nào mình đúng biết là thôi chết rồi đấy. Khi nào mình mới có đủ tiền để mình làm được một cái MV như này, thì sau hy vọng rằng là xong chương trình này cho anh một cái giá gì nữa. Ôi, chúng tôi không nhận PR ở đây nhá, chúng tôi không nhận mà quảng cáo ở đây đâu, là đấy. Ok, cảm ơn Đức Phúc. Bây giờ này anh trai này, đấy, anh trai anh Tú này, mình đã lập gia đình lâu rồi, đấy tuổi tác cũng có rồi, thì vì sao mình tham gia nhỉ? Dạ, lời đầu tiên cho em gửi lời chào tất cả mọi người ở đây ạ. À, thật ra thì như nãy Hiếu với cả Phúc thì cũng chia sẻ cũng khá nhiều, em sẽ chỉ nói ngắn gọn. Thì tại lý do tại sao em tham gia chương trình này, thì thật ra thì em chỉ muốn tìm khuyết điểm của bản thân ở trong chương trình thôi. Em ơi, xúc tích nhỉ?
Tuyệt vời. Chúc em thành công vì anh thấy là nhiều đấy. Không mà dễ thương quá. À, anh Tú là một người rất là thông minh trong chương trình. Anh Tú là toàn là một cái người nói ra những cái câu rất là thông minh. Bây giờ đây có một cái người này cũng khá là đặc biệt quý vị. Ví dụ Gemini Hùng Huỳnh nhá, là cái bạn này cũng đã có được cái thành tích của em là thắng top mấy? Giờ là top 17. Của chung kết của chương trình Asia Super Young tại Trung Quốc. Dạ. Yeah. Asia Super Young tại Trung Quốc làm top 17. Mà quý vị biết cái bạn này là fan quốc tế đông kinh khủng. Rồi, mình đã có được cái thành tích ở nước bạn. Và cái việc em trở về đây, tại quê nhà của mình, em tham gia cái chương trình này nó mang ý nghĩa như thế nào với em? Dạ, lời đầu tiên cho em xin chào tới các anh chị cô chú ở đây ạ. Thật ra là tại vì thật sự ra là niềm mơ của em từ hồi bé xem K-pop là em đã muốn làm idol rồi. Nhưng mà đến lúc mà em được trải nghiệm và đi thi quốc tế ở Trung Quốc thì em không biết sao nhưng mà em có cảm giác là em vẫn cảm thấy là được làm việc ở Việt Nam mình vẫn có gì đó thú vị và thỏa thích hơn, mình được bay lượn hơn, tại vì đúng nghĩa là đất nước quê hương, đất nước mẹ đẻ của mình mà. Nên là cái lúc mà khi mà em được vô chung kết rồi thì lúc đó may mắn sao thì em được chương trình ngỏ lời tham gia chương trình, thì lúc đó em rất là đắn đo rất là nhiều, thì lúc đó em mới quyết định là thôi mình học hỏi được ở Trung Quốc rồi thì bây giờ em muốn được học hỏi thêm ở Việt Nam, được từ thật sự đối với một người mới như em là không có ai có được cơ hội mà được vô làm việc và học hỏi từ 29 anh trai ở đây. Tất cả các anh ở đây đều có rất là nhiều năm kinh nghiệm và mỗi người có một cái thế mạnh riêng. Em rất là muốn được học hỏi từ các anh rất là nhiều. Ví dụ như ở bên Trung Quốc thì em chỉ được học hỏi từ các những bạn trang lứa giống em thôi, là những bạn thực tập sinh này nọ thi thố cùng nhau, thì em được học hỏi ở Trung Quốc là này nọ thôi. Nhưng mà được qua đây, được về đây thì được học hỏi từ các anh thì đó thật sự là điều rất là lớn lao đối với em. Cảm ơn em. Nói chung là chúc cho em thật là thành công trong chặng đường sắp tới nhé. Dạ, dạ. Ngày đầu tiên là có 3 cái cô fan Thái bỏ hết công việc bay qua Việt Nam chỉ để cổ vũ cho đêm đầu tiên của Quang Hùng Master đi. Đó là những cái điều mà chúng tôi không thể nghĩ được rằng là cái sức lan tỏa của chương trình và cái độ nóng của ngôi sao của các bạn là nhiều đến như vậy. Cho nên hôm nay Quang Hùng thì chắc là có việc cá nhân nên không tham gia được. Cho nên là hy vọng là quý vị sẽ thấy được tất cả đây là những tinh tú mà chúng tôi đã tìm khắp mọi nơi để hy vọng mang đến cho quý vị một cái mô hình đẹp nhất để chúng ta có một cái chương trình truyền hình thật sự có ý nghĩa và có giá trị cũng như là được đầu tư chỉnh chu và thật sự sau chương trình nó sẽ có những giá trị được lan tỏa ra như Rap Việt đã từng làm. Bây giờ để dành thời gian